Rồi, hello, xin chào mừng tất cả anh chị em quay trở lại với buổi chia sẻ của Phúc trong buổi chiều ngày hôm nay. Chuỗi chia sẻ về ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn để giúp cho các anh chị đạt được những cái mục tiêu của mình trong cái năm 2023 này. Thì lần đầu tiên thì Phúc cũng gửi lời chúc đến cho các anh chị. Ở đây chúng ta sẽ đón một cái năm 2023 với những cái thành công. Chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và giàu có hơn. Và đối với những anh chị mình đang lôi hay đi tìm một cái con đường nào đó, Thì ngày hôm nay các anh chị sẽ bắt gặp được cái live stream này. Thì các anh chị sẽ có một cái định hướng cho mình và giúp cho các anh chị đi đúng cái hướng và về đúng với cái đích của mình. Thì bản thân của Phúc á, thì cách đây bản thân của mình cách đây 8 tháng á, thì bản thân của mình cũng là một cái người kinh doanh chưa thành công. Và mình rất là bế tắc trong cái cuộc sống của mình. Và cho đến khi mình vô tình mình ra một cái quyết định nào đó, bên trong, ở trong quá khứ mình vô tình mình ra một cái quyết định nào đó, thì bản thân của mình đã gặp được môi trường của câu lạc bộ. Thì bản thân của mình đã có những cái sự thay đổi. Và ngày hôm nay là, mặc dù là cái cách chia sẻ của Phúc, những cái anh chị em ở đây mình cũng có những cái gì đó nó cũng chưa dễ hiểu, nhưng mà Phúc cũng mong rằng là các anh chị em mình sẽ hoan hỷ đón nhận những cái kiến thức này, cho phép bản thân của mình rằng là mình sẽ đón nhận với một cái tâm thế là một ly nước trống ha. Và đặc biệt là các anh chị mình đang loay hoay thì sẽ cho tìm thấy cho mình một cái định hướng, đi đúng cái hướng và về đúng cái đích mà các anh chị mong muốn, đúng không ạ? Và khi mà các anh chị ra quyết định á, thì sẽ nguồn bắt đầu mà khi anh chị ra quyết định á, thì luật hấp dẫn sẽ có tác dụng với anh chị. Bằng một cách nào đó, vũ trụ sẽ đưa đến cho các anh chị thông tin, đưa cho các anh chị nguồn lực hoặc là một cái con người nào đó giúp cho các anh chị đạt được cái mong muốn của mình, là anh chị sẽ tìm thấy một cái con đường, một cái hành trình để các anh chị bắt đầu, đúng không ạ? Trước khi mà chia sẻ cái những cái tư duy của nhà lãnh đạo cấp số 5 á, thì buổi chia sẻ trước á, thì Phúc cũng chia sẻ với cả nhà của mình 5 cái tư duy rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi những cái tư duy còn lại ha. Và khi mà nói về tư duy lãnh đạo thì các anh chị nói là sao ạ? Tôi là không có doanh nghiệp, tôi không có công ty, hoặc là tôi cũng chưa có gia đình, chưa có các con, thì tôi không cần phải học những cái điều này. Nhưng mà chúng ta mỗi một ngày trôi qua như vậy, chúng ta cũng đang lãnh đạo chính bản thân của mình. Và chúng ta cần có một cái sự chuẩn bị cho tương lai của mình ha. Và trước khi chia sẻ cái tư duy thứ 6 của nhà lãnh đạo cấp số 5 á, thì Phúc cũng có một cái món quà đặc biệt dành cho các anh chị em. Đó là một cái chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, là chương trình ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút tiền. Các anh chị mình mong muốn học được cái chương trình này thì có thể tham gia vào cái nhóm học tập, hoặc là các anh chị có thể nhắn cho Phúc để Phúc gửi cái link học tập cho anh chị ha. Và Phúc cùng với các anh chị trong câu lạc bộ sẽ hỗ trợ cho các anh chị từng bước, từng ngày các anh chị sẽ ứng dụng như thế nào để đạt được cái kết quả ha. Rồi, cái tư duy thứ 6 của nhà lãnh đạo đó là luôn tuân theo quy luật của sự đa dạng, linh hoạt và kiên định. Ví dụ đối với những cái người họ chưa có cái sự thành công trong cuộc sống của họ thì, và bắt đầu là họ vẫn đặt ra mục tiêu cho mình, nhưng sao khi mà cái mục tiêu của họ cảm thấy rằng nó chưa dễ dàng và họ chưa dễ dàng để họ đạt được điều đó. Ví dụ như tháng này họ đạt cái mục tiêu của họ là 100 triệu lợi nhuận và họ chưa đạt được điều đó, và bắt đầu họ có những cái điều gì, họ sẽ thay đổi cái mục tiêu, cái ý định của mình, nhưng cái chiến lược của họ giữ nguyên. Đó là cái sự linh hoạt của người chưa giàu. Còn cái người giàu thì sao? Họ đặt ra mục tiêu, ví dụ như doanh nghiệp của họ trong năm này là phải đạt được là một doanh nghiệp triệu đô, thì bắt đầu là cái ý định của họ, cái mục tiêu của họ giữ nguyên và họ sẽ linh hoạt trong cái chiến lược của họ. Nếu như 1 năm, 2 năm họ đạt ra mục tiêu trong vòng 1 năm nhưng 2 năm họ chưa đạt được, bắt đầu họ sẽ xem rằng là cái chiến lược của họ đã đi đúng chưa, chiến lược của họ có phù hợp với xu thế hiện tại hay không, thì họ sẽ thay đổi cái chiến lược của mình. Nếu như họ chưa đủ khả năng để thay đổi chiến lược thì họ sẽ tiếp tục đầu tư cho cái tư duy của mình, cho cái kiến thức của mình, để cho những cái kiến thức đó nó phù hợp giúp cho họ đạt được cái mục tiêu là một cái doanh nghiệp triệu đô của họ. Đó là cái sự linh hoạt. Và cái sự khác biệt ở đây á, đó là họ luôn kiên định trong cái mục tiêu của họ,
trong cái ý định của họ, ý định đưa ra ban đầu là không bao giờ được thay đổi, và chỉ có linh hoạt trong cái việc thay đổi chiến lược để mà phù hợp giúp cho họ đạt được cái mục tiêu đó thôi ha. Ví dụ khi mà cái công nghệ phát triển thì sẽ có những cái dự án là trong vòng 3 năm, 5 năm, 10 năm mới có cái kết quả. Nhưng cái hiện tại của chúng ta, khi mà chúng ta đã đầu tư vào đó rồi, thì các anh chị chỉ có hai trường hợp. Nếu như trường hợp thứ nhất là anh chị cảm thấy rằng là trong khả năng mình rút ra được, và chúng ta sẽ chỉ dám chịu một cái khoản thất thoát nào đó thì các anh chị rút ra. Nhưng trong cái trường hợp thứ hai mà các anh chị không rút ra được nữa, thì thay vì chúng ta có ôm một đống cái nỗi lo, cái nỗi sợ vào cái sự chưa an toàn đó, thì chúng ta cũng tạm thời gác qua một bên và chúng ta tập trung tìm một cái công việc nào đó nó phù hợp với cái xu thế hiện tại, với cái tầm nhìn hiện tại, được không ạ? Chứ nếu như bây giờ chúng ta không có rút ra được và chúng ta cũng tập trung hết tất cả cái tâm trí của chúng ta vào đó, thì liệu rằng chúng ta có cái tiền ngay lập tức không? Chúng ta có lợi nhuận ngay lập tức không? Và thay vào đó chúng ta tìm kiếm một cái công việc nó phù hợp với xu thế và tạo ra cho chúng ta nguồn thu nhập để giải quyết cái hiện tại cho chúng ta cái đã, đúng không ạ? Và cái thông tin, cái dự án mà các anh chị đầu tư vào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tư duy và cái thông tin mà anh chị nắm bắt được. Cho nên là mình Phúc cũng chỉ nói là nói chung chung như vậy. Các anh chị sẽ xem cái tình hình của mình là như thế nào anh chị ha. Và có nhiều anh chị thì sao? Trong tài khoản của anh chị có 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu hoặc là vài tỷ. Và các anh chị là dùng cái số tiền đó đi ra ngoài kia. Các anh chị mua cái gì ạ? Mua một đống cái nỗi lo, bỏ vào những cái khoản đầu tư, và trong khi là cái trí tuệ của mình nó chưa có, tư duy của mình chưa có về cái việc mà chúng ta phải đầu tư. Vậy thì Phúc, khi mà các anh chị nghe được điều này thì các anh chị Phúc cũng mong muốn rằng là trước khi các anh chị làm điều đó thì hãy cho mình được học những cái tư duy về đầu tư, cho mình học được, mình học những cái kiến thức mà giúp cho các anh chị có sẵn sàng về cái sự tự tin, về cái sự an toàn và cả cái lợi nhuận nữa, để các chị khi mà các anh chị đầu tư không cần phải lo lắng cái điều gì cả. Và thay vì chúng ta vừa việc đầu tư, chúng ta vừa việc phát triển bản thân và chúng ta vẫn phát triển cái công việc của mình nữa, đúng không ạ? Và cái sự linh hoạt ở đây Phúc ví dụ một cái điều nữa ha. Phúc ví dụ một cái điều nữa, ví dụ như cái doanh nghiệp Nokia trước đây thì họ cũng đã từng kinh doanh thành công, nhưng vì lý do là họ không có một cái tầm nhìn xa, họ chưa có một cái tầm nhìn xa, cho đến khi sản phẩm của họ nó không phù hợp với cái xu hướng của thị trường, không phù hợp với nhu cầu của thị trường nữa, với nhu cầu của con người nữa, thì cái doanh nghiệp đó nó không thể tồn tại được. Cho nên rằng là cái sự linh hoạt ở đây là chúng ta luôn phải có một cái tầm nhìn dài hạn, chúng ta phải đi theo đúng cái xu hướng của thị trường thì chúng ta mới có thể mà mình tồn tại và phát triển bền vững được anh chị ha. Ví dụ như sau, một số anh chị bạn của Phúc hoặc là bản thân của Phúc trước đây cũng như vậy ha. Mình vào cái công việc kinh doanh và sao, khi mà thấy người này kinh doanh cái này thành công, mình cũng nhảy vô, thấy người kia làm cái kia mình cũng nhảy vào vài bữa, nhưng kết quả mình không có gì cả. Ví dụ như bạn bè của Phúc, một số anh chị là làm sao, cũng kinh doanh áo quần, cũng kinh doanh mỹ phẩm, cũng thấy người ta nhập hàng về một đống như vậy, và có những cái hình ảnh là mỗi ngày ra 1.000 đơn, hoặc là có những cái hình ảnh là một kho hàng này đến kho hàng kia, nó rất rất là nhiều như vậy. Và các anh chị cũng đâm vào làm như vậy, cũng dồn hết vốn của mình, cũng huy động vốn từ nhà nước, từ người thân của mình để làm vào những cái công việc đó. Nhưng họ chỉ thấy cái kết quả và cái hành trình làm sao để mà được một ngày họ có 1.000 đơn như vậy, làm sao để họ có được cái doanh thu, có cái doanh số như vậy, thì chúng ta không có tìm hiểu, chúng ta không học được những cái điều đó, mà chúng ta chỉ có nhìn thấy kết quả và chúng ta đi thôi.
và cho nên là nó cũng thực sự là nó chưa an toàn lắm. Cho nên là khi mà làm cái gì thì làm, chúng ta chịu chi cho mình trước, chịu đầu tư cho cái trí tuệ của mình để mà mình đi thẳng một mạch luôn, chứ không phải rằng là chúng ta sẽ không có an toàn trên cái chặng đường mình đi. Và chúng ta phải bắt đầu rất là nhiều hành trình nhưng vẫn là không thành công được anh chị ha. Và đó là cái lý do là chúng ta phải có sự linh hoạt. Và mục tiêu của mình, ý định của mình là luôn giữ vững, nhưng chỉ có thay đổi chiến lược thôi. Còn đối với những cái người giàu á, họ xem rằng cái công việc kinh doanh của họ mà nó không phù hợp với xu thế nữa, không phù hợp với thị trường nữa, thì họ phải bắt đầu là họ sẽ có sự chuyển đổi nhờ qua một cái việc nào đó nó phù hợp với thị trường, nó phù hợp với xu thế. Và họ chỉ có đi theo xu thế chứ không đi trend. Không đi theo trend có nghĩa là đi theo xã hội và phải chạy theo dòng tiền. Yes. Rồi, Phúc xin chào cả nhà của mình ha. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Phúc chia sẻ về cái chuỗi ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn để giúp cho các anh chị đạt được những cái mục tiêu của mình. Và ngày hôm nay thì Phúc và cùng với cả nhà của mình đi qua cái tư duy lãnh đạo của cấp lãnh đạo số 5. Đó là tư duy chúng ta đã đi qua cái tư duy số 7 rồi ha. Tư duy số 7 ngày hôm nay đó là chỉ có phản hồi chứ không có thất bại. Thì trên cái hành trình chúng ta đi thì chắc chắn rằng là sẽ có những cái lúc mà chúng ta chưa đạt được cái kết quả của mình. Và những cái điều đó thì đó là nó phản ánh rằng là chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình mà chúng ta đi đó thôi. Chứ nó không phải là nếu như người thành công họ sẽ cho rằng là đó là họ xác định rằng là mình hiện tại mình đang ở cái bước thứ mấy, hoặc là hiện tại mình cần phải phát triển thêm cái điều gì nữa để mà họ đạt được cái mục tiêu. Nhưng cái người họ chưa thành công á, thì bắt đầu khi mà họ gặp những cái thất bại đó thì họ sao ạ? Họ dừng lại, họ bỏ cuộc và họ xem đó là cái thất bại của họ, chứ không phải rằng là họ cũng không có xem xét lại bản thân của họ, họ đang nằm ở vị trí nào trên cái hành trình đó, trên cái việc mà vươn tới cái mục tiêu đó. Và cái bài học á, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái điều gì ở bên ngoài á nó không như mình muốn, thì có nghĩa rằng là bên trong mình đang có điều đó. Và những cái lúc như vậy chúng ta cần làm hai việc. Việc đầu tiên đó là mình phải quan sát lại cái cảm xúc của mình lúc đó. Trên cái hành trình mình đi, những cái việc mình làm như vậy, những cái bước chân mình đi có mang lại cho mình hạnh phúc hay không. Và cái việc thứ hai đó là mình xem rằng cái kết quả của cái người hướng dẫn mình, họ đã đạt được những cái thành công gì rồi. Xem hai điều đó và chúng ta bước tiếp, hoặc là chúng ta dừng lại, chúng ta ngã một cái ngã rẽ khác anh chị ha. Và một cái công thức mà chỉ có một hai người ứng dụng thành công thì chúng ta xem rằng đó là sự may mắn, đúng. Nhưng cái công thức ở đây hàng ngàn người ứng dụng có kết quả, họ có cái cuộc sống thành công, giàu có, vậy mà hạnh phúc, thì cái công thức đó là đúng và chúng ta cũng đi luôn. Bởi vì khi mà bước vào cùng học tập với môi trường câu lạc bộ, Phúc cho phép bản thân của mình đón những cái kiến thức này, thì những cái bước đầu tiên thì Phúc cũng có cái sự nghi ngờ rằng cái môi trường này đúng chưa, những kiến thức này đúng chưa. Và một thời gian mình cũng xem những cái anh chị họ đã có kết quả và bản thân của mình cũng có kết quả. Và Phúc đã cho phép bản thân của mình bước tiếp những cái bước tiếp theo và đặt ra những cái mục tiêu lớn hơn cho mình. Và muốn biết là khi mà làm sao để chúng ta bước tiếp cái chặng hành trình của mình, thì cái việc đầu tiên mình phải biết ơn tất cả những gì mình đang có, từ sức khỏe của mình. Điều đơn giản là cơ thể của mình sinh ra là một cái con người lành lặn, điều đó là chúng ta đã hết sức biết ơn rồi. Bởi vì trên vũ trụ này có hàng ngàn người, họ có một cái thân hình
không có đầy đủ những cái bộ phận, nhưng họ vẫn sống tốt, họ vẫn có những cái cuộc sống thành công, họ vẫn đạt được những cái kết quả của họ, họ vẫn hạnh phúc, họ vẫn vui vẻ. Vậy thì chúng ta đã quá là hạnh phúc rồi. Yes. Và thành công là một hành trình chứ không phải là đích đến. Cho nên rằng là những cái mà chúng ta cảm thấy rằng ngày hôm nay mình chưa đạt được thì đó chỉ là một cái sự phản hồi thôi. Phản hồi rằng cho chúng ta biết rằng mình đang ở đâu trên cái hành trình đó. Cả nhà nha. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái tư duy thứ 8 là con người luôn có đủ nguồn lực để mà thành công. Vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Một cái đứa trẻ nó mới sinh ra, nó chưa hề làm bất cứ một cái điều gì, nhưng nó có đầy đủ tình yêu thương, nó có đầy đủ thức ăn, nó có đầy đủ sữa, nước uống, hay là tất cả mọi thứ để tạo điều kiện cho nó được phát triển, nó được lớn lên mỗi ngày như vậy. Vậy thì đó là một cái lý do chúng ta biết rằng là chúng ta luôn có dư dả nguồn lực để giúp cho mình thành công. Nếu như một đứa trẻ mới sinh ra nó không có tình yêu thương, vậy thì nó có tồn tại được không? Chắc chắn là không anh chị ha. Nó không có tình yêu thương của người cha, người mẹ hoặc là những cái người trong gia đình, vậy thì làm sao nó có thể tồn tại được? Và cũng như là cái việc là gì ạ? Để mà chúng ta biết làm sao xung quanh mình có rất là nhiều người, thì chúng ta hãy luôn yêu thương, biết ơn và công nhận những cái điều mình đang có. Sống luôn luôn tỉnh thức từng giây từng phút để chúng ta nhìn nhận rằng mọi thứ xung quanh của ta, mỗi người đến với chúng ta, mỗi thông tin chúng ta nghe được, mỗi cái con người đến với mình, mỗi cái sự kiện đến với mình, đó là những cái nguồn lực, là những cái quý nhân. Nếu họ là người thầy, họ cho mình bài học, nếu họ là thiên thần thì họ sẽ cho mình những cái điều tốt đẹp. Và từ những cái bài học của những người thầy hay là thiên thần thì cũng giúp cho cái cuộc sống của chúng ta thành công hơn. Điều này đến để giúp cho chúng ta thành công hơn. Điều này đến để giúp cho chúng ta thành công hơn. Chỉ có như vậy thôi thì chúng ta sẽ bước tiếp được cái chặng đường của mình, bước tiếp được cái hành trình của mình. Cũng như là ông Elon Musk thì ông có một cái ước mơ là gì ạ? Ông ước mơ là ông sẽ vận chuyển, ông sẽ đưa được mọi thứ đi lên mặt trăng và đi từ cái hành tinh này qua hành tinh khác. Và khi mà ông đưa ra cái mong muốn của mình như vậy, ông đưa một cái yêu cầu như vậy, vậy thì cái điều gì xuất hiện? Đó là những nhà tài trợ họ xuất hiện, những nhà khoa học cùng nghiên cứu với ông. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là người vợ cũng tán đồng cái quan điểm của ông. Đó chính là vũ trụ đang bẻ cong tất cả mọi thứ để biến một cái khao khát của ai đó thành một cái sự thật. Quan trọng rằng là họ biết cách yêu cầu và cái khao khát của họ nó đủ lớn. Hay là cô Thảo bên chị Zết thì cô ấy là tỷ phú đầu tiên ở Việt Nam. Thì khi mà cô ấy khảo sát những cái chuyến bay, những cái người trên chuyến bay và những cái thông tin mà khách hàng cập nhật, thì trong một ngày như vậy thì sẽ tổng hợp những cái chuyến bay thì sẽ có 20% là những con người mới, những khách hàng mới, họ chỉ có lần đầu tiên đi máy bay. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là gì ạ? Mỗi ngày chúng ta sẽ có cái nguồn lực mới, những cái con người mới, họ là những cái nguồn lực, là quý nhân để giúp cho chúng ta thành công. Việc đó mà chúng ta cần làm đó là mình ra quyết định, và cái sự khao khát của mình phải lớn, dám nghĩ, dám làm thì chúng ta sẽ được vũ trụ hậu thuẫn. Có một cái câu nói rất là hay trong cái quyển sách, có chia sẻ là gì ạ? Nếu bản thân của chúng ta dám ra quyết định, dám hành động, thì vũ trụ sẽ bẻ cong tất cả mọi thứ lại để giúp cho chúng ta thành công. Thì Phúc cũng kể cái câu chuyện của mình cho cả nhà của mình cùng nghe ha. Thì cả nhà của mình sẽ thấy được cái câu nói này nó quyền lực và nó đúng như thế nào. Thì khi mà Phúc đứng giữa hai lựa chọn,
phút khi mà mình kinh doanh á, mình có những cái khoản dư dương trong cái tài chính của mình, thì lúc đó là Phúc đang có một cái dự định rằng là mình sẽ đầu tư cho cái kiến thức cô, cho cái tư duy của mình để giúp cho cái hành trình của mình đi nó tốt hơn, nó phát triển nhanh hơn. Thì mình cần một cái khoản tiền mà mình sẽ đầu tư cho cái việc đó, phát triển trí tuệ, phát triển cái tư duy của mình lên. Và cùng đồng thời cái lúc đó thì cái khoản dư dương đó Phúc bắt buộc phải trả. Vậy thì khi mà cái khao khát của Phúc á, Phúc nói với vũ trụ rằng á, là cái khao khát của tôi á, là tôi phải được học những cái kiến thức này để mà giúp cho tôi sẽ phát triển cái công việc kinh doanh của mình. Chứ tôi không phải rằng là chúng tôi phải thất bại thêm nhiều lần nữa. Và khi mình có cái khao khát đó là gì? Mình sẽ chọn một cái mà để có cả hai cái luôn. Là Phúc sẽ chọn để mà mình vừa phát triển trí tuệ của mình, phát triển tư duy của mình lên để mình có thể tạo ra những cái dòng tiền giúp cho mình thanh toán những cái khoản đó trong một cái khoảng thời gian nhanh nhất, ngắn nhất. Thì bản thân của Phúc đã làm được điều đó. Cho nên rằng là khi mà cái khao khát đủ lớn, chúng ta dám ra quyết định là chúng ta muốn cái điều gì, và khao khát đủ lớn thì vũ trụ sẽ bẻ cong hết tất cả mọi thứ để giúp cho chúng ta đạt được cái mong muốn đó anh chị ha. Rồi, xin chào cả nhà của mình ha. Cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái tư duy thứ 9, đó là hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Thì trong mọi tình huống, mọi sự kiện, mọi cái con người đấy mà chúng ta gặp thì chúng ta không nên phán xét. Nó rất là bình thường, từ cái cuộc sống của chúng ta có thể nhìn thấy. Tại vì chúng ta, mỗi một ngày chúng ta có thể học một cái bài học gì đó từ người con của mình. Mỗi một ngày chúng ta có thể học một cái bài học gì đó từ một cái con vật. Ví dụ như con gà đi, các anh chị nhìn thấy điều gì ạ? Dù trời nắng hay là trời mưa thì cái con gà mẹ nó luôn dang cái cánh của nó ra. Dù có bão táp đi nữa thì nó cũng dang cái cánh của nó ra để nó bảo vệ đàn con của nó. Đó chính là cái bài học về tình yêu thương đối với các con của mình. Chúng ta học được một cái bài học gì ạ? Bài học về cái con mèo. Cái con mèo á, nó luôn luôn nhẹ nhàng, nó luôn làm nũng trước cái người chủ của mình. Và khi nó làm được cái điều đó thì nó được nhận thức ăn ngon, nó được cái sự cưng chiều, sự nuông chiều của người chủ. Và khi nó, chúng ta học được một bài học đó là chúng ta cũng làm cái điều đó, chúng ta cũng học cách giao tiếp của nó để chúng ta có được cả thế giới. Hay là một cái bài học về cái sự kiên trì. Các anh chị biết rằng là thấy rằng là cái công việc lao công ở ngoài kia, trời mưa hay trời nắng thì họ vẫn làm cho xong cái nhiệm vụ của họ. Họ làm từ ngày này qua ngày tháng, qua tháng nọ. Nếu như không có tình yêu thương, không có lòng biết ơn, không có sự kiên trì bền bỉ thì họ có làm được cái việc đó hay không? Nếu như mình đặt mình vào cái vị trí của người đó thì mình có chịu được cái điều đó không? Mình có chịu được cái sự chưa dễ chịu của rác? Chúng ta có chịu được cái sự chưa dễ chịu của thời tiết nắng rất là nắng và mưa rất là mưa, hoặc là thời tiết bão bùng, họ vẫn làm những cái việc đó trong cái cuộc sống của chúng ta? Thì có rất rất là nhiều cái bài học xảy ra xung quanh cái cuộc sống của mình hàng ngày, và chúng ta cũng học được những cái bài học điều đó, và chúng ta cũng không có phán xét cái điều gì cả, và chúng ta tôn trọng cái thế giới quan của người khác. Đó là cái tư duy của nhà lãnh đạo cấp số 5, tư duy số 9. Chúng ta sẽ đi qua cái tư duy số 10 nha. Nhận thức là sự phản chiếu. Thì trong cái môi trường mà Phúc sống thì sẽ có những cái người họ chưa tích cực, sẽ có những người tích cực, sẽ có những người giàu, sẽ có những người chưa giàu. Và khi lúc đó thì cái thu nhập của mình chỉ có vài triệu thôi. Và sao ạ? Phúc học được cái công thức trong câu lạc bộ thì ứng dụng luật hấp dẫn để gia tăng gấp đôi trong cái tháng đầu tiên. Thì Phúc mới đặt ra cái mục tiêu của mình là 20 triệu. Thì bắt đầu mình có những cái suy nghĩ gì? Lúc này thì mình phải làm thêm công việc,
mình phải làm thêm giờ hay mình bán thêm hàng hay mình phải làm như thế nào. Đó là cái ý thức của mình suy nghĩ như vậy. Vậy thì nhận thức là một cái sự phản chiếu, có nghĩa rằng chúng ta chỉ ở trong cái môi trường đó, chúng ta chỉ có cái tầm nhìn đó thôi. Nhưng khi mà Phúc được tiếp xúc với những cái anh chị, những cái con người họ đi trước Phúc, họ có một cái tầm nhìn gấp 5, gấp 10 lần cái thu nhập của họ so với cái thời điểm mà họ xuất phát. Hoặc là từ những cái con người mà họ chưa có gì, họ trở thành triệu phú. Mình được tiếp xúc một cái môi trường như vậy và dần dần cái tầm nhìn của mình được mở ra. Và mình bắt đầu thiết kế cho mình những cái mục tiêu là nó lớn hơn. Và đó, những cái gì mà chúng ta tin ở cái thời điểm hiện tại đó là những cái niềm tin nó giới hạn thôi anh chị ha. Nên là hãy chọn cho mình một cái môi trường có những cái con người họ tích cực, những cái con người mà họ thành công, và chúng ta học cái điều đó. Và những cái gì mà nó ở xung quanh chúng ta, nó sẽ phản chiếu lại cái cuộc sống của mình trong tương lai của mình anh chị ha. Vậy chúng ta sẽ đi qua tư duy số 11 nha. Năng lượng chảy về nơi tập trung. Năng lượng mà dành cho những người thành công thì nó đều như nhau. Nhưng tại sao có những cái người là họ thành công rất là nhanh, nhưng có những người thành công rất là chậm, và thậm chí là có những người họ cùng học cùng một lúc, cùng học một người thầy, cùng học một môi trường, thì có những bạn rất là giỏi, nhưng có những cái bạn họ vẫn là cái con số 0, hoặc là họ chỉ có lên được cái nấc 1, nấc 2 thôi. Vậy thì cái lý do ở đây là gì ạ? Đó chính là một cái bản chất của quy luật tập trung. Nếu như trong một ngày Phúc giả sử có 100% năng lượng đi, thì cái người chưa giàu đó họ sẽ dành 20 cho con, 20% cho con, rồi 20% cho chồng, hoặc là 20% cho những cái người hàng xóm, cho những cái câu chuyện chưa tích cực ở ngoài đường đó. Vậy thì còn bao nhiêu phần trăm cho cái việc là họ phải dành cho cái sự thành công, cho cái kết quả, cho cái mục tiêu của họ nữa. Nhưng người giàu họ cũng có vấn đề chứ. Trong cuộc sống của họ, chúng ta đều có những cái vấn đề giống nhau. Họ đều có gia đình, có con, có chồng, có những cái cuộc sống xung quanh của họ. Họ có ở doanh nghiệp của họ cũng sẽ có những cái vấn đề chứ. Nhưng 100% của họ, họ tập trung vào kết quả, tập trung vào mục tiêu, tập trung vào sự thành công và giàu có. Khi mà họ có được cái kết quả đó rồi thì sẽ có những cái nguồn lực đến khác, đến giúp đỡ cho họ những cái việc nhỏ nhặt đó, để họ khỏi phân tán cái năng lượng của họ cho những cái việc nhỏ nhặt kia. Chúng ta hãy lưu ý nha, năng lượng sẽ chảy về nơi có sự tập trung. Tập trung vào đâu thì năng lượng sẽ dồn về đó. Và năng lượng là ngân lượng. Cho nên chúng ta biết rằng là chúng ta nên tập trung ở đâu thì mới tạo ra ngân lượng cho chúng ta. Cái tư duy số 12 đó là liên tục kiểm tra lại sự tương quan từ môi trường. Thì cũng giống như cái việc Phúc mới vừa chia sẻ với các anh chị, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ là trung bình cộng 5 cái mối quan hệ gần nhất của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy họ hiện tại họ có cuộc sống như thế nào, thì cái cuộc sống hiện tại của mình sẽ là trung bình cộng của 5 người đó. Ví dụ là như chúng ta thấy là gì ạ? Bản chất của quy luật hấp dẫn, nếu như chúng ta để những người xung quanh của mình, từ công việc, kinh doanh của chúng ta, những khách hàng chúng ta gặp, những cái người mà không giúp cho cái cuộc sống của mình nó thành công, hoặc là một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của mình hiện tại những cái người mà mình thu hút đến thì đó bản chất là nó đang nằm ở bên trong của mình. Chúng ta chỉ có điều đó, cho nên chúng ta chỉ thu hút đến điều đó thôi. Và chúng ta kiểm tra sự tương quan của mình bằng cách là chúng ta sẽ nhìn thấy 5 cái mối quan hệ gần nhất của mình, và chúng ta là trung bình cộng của họ. Và cái người thành công thì họ rất là khôn ngoan trong cái việc này. Bằng một cách nào đó họ sẽ liên hệ với ý thức, họ sẽ liên hệ với tiềm thức, và họ sẽ phải gặp được những cái con người thành công.
mỗi ngày như vậy họ tiếp xúc với những người thành công, và bằng cách nào đó họ sẽ được người thành công dẫn dắt cho họ và giúp cho họ trở nên thành công và giàu có hơn. Và họ chính là cái kết quả trung bình cộng của 5 cái người thành công ở bên cạnh họ mỗi ngày, những cái người mà họ tiếp xúc nhiều nhất. Các anh chị ở đây là mình chưa có một cái nơi để mình học tập, mình phát triển bản thân của mình, thì các anh chị có thể đồng hành cùng với Phúc ha. Sẽ có Phúc và các anh chị chủ tịch trong câu lạc bộ sẽ giúp cho các anh chị mỗi ngày phát triển, mỗi ngày đi lên và giúp cho các anh chị đạt những cái mục tiêu của mình trong cái năm 2023 này ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái tư duy số 13 là muốn hiểu thì phải hành động. Chúng ta để đi qua rất là nhiều 12 cái tư duy của nhà lãnh đạo xuất chúng. Thì cũng giống như cái việc mà Phúc chia sẻ với các anh chị ở đây là không cần, không có nhất thiết phải chúng ta phải có doanh nghiệp, chúng ta phải có công ty, chúng ta có phải có vợ, có chồng thì chúng ta mới lãnh đạo. Việc đầu tiên đó là mình phải lãnh đạo chính bản thân của mình. Thì mỗi một ngày trôi qua như vậy, chúng ta nhìn thấy rất là nhiều cái vấn đề nó xảy ra chúng ta, hoặc là trong cái cuộc sống của mình. Thì cái việc đầu tiên có là mình lãnh đạo, đó chính là lãnh đạo cái cảm xúc của mình, lãnh đạo cái bản thân của mình trước. Rồi sau đó chúng ta có một cái sự chuẩn bị cho tương lai của mình, là chúng ta sẽ có những công ty, chúng ta sẽ có doanh nghiệp, chúng ta sẽ có cấp dưới của chúng ta, hoặc là con cái của chúng ta, những người thân trong gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Cái tư duy thứ 13 đó là muốn hiểu thì phải hành động. Thì có một câu là gì ạ? Chúng ta chỉ nghe, chúng ta sẽ biết những gì chúng ta nghe, nhưng chúng ta sẽ hiểu những gì chúng ta hành động. Vậy thì làm sao? Làm gì? Làm thì chúng ta mới hiểu được là lý do tại sao chúng ta chưa thành công. Hoặc là chúng ta làm thì chúng ta sẽ hiểu rằng là trên cái hành trình đó lý do gì giúp cho mình thành công được, và mình có thể chia sẻ lại những cái điều đó cho người khác. Và khi mà các chị nghe về những kiến thức về luật hấp dẫn, về sức mạnh tiềm thức, là bắt đầu sao ạ? Các chị có sự nghi ngờ, các chị có nghĩ rằng là đây là một cái sự lừa đảo gì đó, hoặc là một cái điều gì đó gọi là mê tín dị đoan. Thì bản thân Phúc cũng đã từng như vậy các chị ha. Nhưng để mà các chị không có cái sự nghi ngờ nữa thì sao? Thì hãy cho phép bản thân của mình đón nhận, để các chị ứng dụng được những cái kiến thức này vào chính cái cơ thể của mình, vào chính cái con người của anh chị, từ những cái việc nhỏ nhất. Cái khi đó các chị có kết quả thì các chị sẽ có cái niềm tin cho mình thôi, và đặc biệt là các chị sẽ đón nhận được những cái điều rất là tuyệt vời, những cái bí mật trong cái cuộc sống của chúng ta. Một cái điều rất là đơn giản, ví dụ như thế này thôi: chúng ta sống trên vũ trụ này, chúng ta sống trên trái đất này, trên hành tinh này, chúng ta cần phải tuân theo những cái quy luật. Ví dụ như đi ra đường thôi thì chúng ta cũng cần phải tuân theo quy luật của an toàn giao thông. Nếu như mình không tuân theo, mình sẽ không an toàn, và thậm chí là mình sẽ mất những cái khoản phí nữa. Cho nên là mình đang sống trên vũ trụ này thì mình cũng cần hiểu những cái bí mật của vũ trụ, sẽ có những quy luật gì, có những cái quy tắc gì. Chúng ta thuận theo đó thì mình sẽ hưởng những lợi lạc, còn nếu như đi ngược á, thì chúng ta sẽ gặp vấn đề liên tục, và cái cuộc sống của chúng ta thì nó cũng chưa có dễ dàng luôn. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị đã đón nhận được những cái giá trị này, thì các anh chị hãy cho phép bản thân của mình được học tập, được phát triển, và cũng có thể đồng hành cùng với Phúc. Hoặc các anh chị có đội nhóm rồi thì hãy liên tục đồng hành cùng với những người thuyền trưởng đó, để các anh chị có được những cái kết quả, và hãy luôn tin vào những cái quy luật vũ trụ sẽ giúp cho các anh chị có cái cuộc sống lợi lạc hơn, thành công và giàu có hơn. Và tối ngày hôm nay thì bên câu lạc bộ Phúc có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là ứng dụng luật hấp dẫn để thu hút tiền bạc một cách nhanh chóng nhất. Và các anh chị có một cái sự chuẩn bị cho cái năm 2023 này thì các anh chị có thể đồng hành cùng với Phúc, và chúc cho các anh chị sẽ đón nhận được những cái điều tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay lúc 20:30 các anh chị nha. Các anh chị hãy chuẩn bị nha. Rồi Phúc xin cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều đã dành những cái thời gian quý báu của mình để lắng nghe những cái chia sẻ của Phúc trong buổi chiều ngày hôm nay. Thì Phúc sẽ hẹn cả nhà của mình trong một cái buổi livestream tiếp theo. Sẽ còn 4 cái livestream nữa là Phúc kết thúc cái chuỗi livestream này rồi. Nên là các anh chị mình mới thì các anh chị hãy xem lại những cái video tiếp theo, hoặc là liên kết với cái YouTube của Phúc. Phúc đã tổng hợp hết tất cả những cái livestream ở trên đó rồi, các anh chị xem rằng là mình cần những cái điều gì thì các anh chị có thể học từ đó nha. Rồi xin cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều, và xin chào cả nhà, hẹn cả nhà trong cái chia sẻ tiếp theo nha.